Hân Hoan chào đón quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin hé lộ những thông tin thú vị về hai cô em gái xinh đẹp của Trấn Thành. Thật bất ngờ với nhan sắc và tài năng của hai cô em gái của nam MC Trấn Thành. Cách đây chưa lâu, Trấn Thành lần đầu tiên đưa cả gia đình đến tham dự buổi khai trương của một cửa hàng ăn uống. Từ đó, một số thông tin về những người thân của nam MC được hé lộ. Để trở thành một người nổi tiếng như ngày hôm nay, Trấn Thành phải trải qua nhiều gian khó từ tuổi thơ cơ cực. Anh sinh trưởng trong một gia đình bình dân, cha là một người lao động bình thường, ngày ngày cần mẫn chở những gánh hàng chất lên xe máy đi giao cho người ta. Còn mẹ nam diễn viên là một người phụ nữ chịu thương chịu khó và hết lòng chăm lo cho chồng con. Đó là những thông tin ít ỏi mà khán giả được biết đến về gia cảnh của Trấn Thành. Trấn Thành là anh cả trong gia đình có 3 người con, gồm một trai và hai gái. Dù khá hoạt ngôn trên sân khấu, nhưng ở ngoài đời, nam MC rất kín tiếng về chuyện đời tư. Đặc biệt, Trấn Thành chưa từng tiết lộ thông tin gì về hai người em của mình với giới truyền thông. Nam MC từng cho biết rằng anh muốn giữ sự bình yên cho người thân của mình nên không chia sẻ nhiều với công chúng về cuộc sống riêng tư. Tuy nhiên, tình cờ chúng tôi được biết vài thông tin thú vị về hai cô em gái của Trấn Thành. Người em kế của nam MC có tên Huỳnh My, còn cô Út sinh năm 1999, tên thật là Huỳnh Ân và hiện đang theo học tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ sự nổi tiếng của Trấn Thành, cuộc sống gia đình anh đã thay đổi rất nhiều, không còn những tháng ngày cơ cực phải chật vật lo từng miếng ăn. Thay vào đó là những giây phút đoàn viên vui vẻ đại gia đình trong các nhà hàng sang trọng. Khi cuộc sống đã trở nên sung túc hơn, mẹ Trấn Thành đang hoàn tất một số thủ tục để lo cho em gái út Huỳnh Ân đi du học, phát triển tương lai. Huỳnh Ân năm nay vừa tròn 17 tuổi và ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp. Cô út nhà Trấn Thành sở hữu ngoại hình có nét giống Harry Won. Huỳnh Ân được anh trai khá cưng chiều và thường xuyên đưa đi du lịch nhiều nơi. So với các bạn cùng trang lứa, Huỳnh Ân trông phỏng phao và có phong cách thời trang sành điệu hơn. Buổi tiệc mừng sinh nhật 17 tuổi của cô nàng ngập tràn những món quà hàng hiệu đắt tiền. Về phần Huỳnh My, người em kế Trấn Thành, cô đã tốt nghiệp trong một trường đại học quốc tế tại Việt Nam và đang thử sức mình trong lĩnh vực kinh doanh dưới sự hỗ trợ của anh hai. Cận cảnh gương mặt xinh như thiên thần của Huỳnh My, mang trong mình hai dòng máu Hoa Việt, em gái Trấn Thành sở hữu nét đẹp đậm chất châu Á. Cô gái sinh năm 1993, rất thích chụp ảnh và diễn xuất khá tự nhiên trước ống kính. Ngoài ra, Huỳnh My còn có niềm đam mê được khám phá nhiều nơi, mở rộng kiến thức. Đồng thời, cô nàng cũng rất biết cách tận hưởng cuộc sống với những bữa ăn ngon và thịnh soạn. Huỳnh My hiện tại đã có người yêu được 2 năm, bạn trai cô là người Hồng Kông và hiện tại đang làm việc tại Việt Nam. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch cùng nhau trên trang cá nhân. Thêm một thông tin khá thú vị, người yêu của Huỳnh My là bạn rất thân với nam diễn viên Harry Lu. Huỳnh My chụp ảnh cùng anh trai Trấn Thành trong live show Bình Tĩnh Sống gần đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!